Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Trân trọng kính chào toàn thể ông bà anh chị em đang và sẽ kết nối vào Hội Thánh Nhà Muôn Dân để chúng ta cùng học bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em chúng ta. Và tôi tin rằng chúng ta đang có một buổi tối đầy phước hạnh và Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta. Emmanuel là danh của Ngài, phải không ạ? Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của tất cả các bạn chị em và yêu mến lời của Ngài. Và tôi thấy rằng những lượt theo dõi rồi nghe bài học rất là đông. Và tôi cũng cho rằng tất cả chúng ta đang chờ đợi bài học này. Và xin Chúa làm ơn cho chúng ta buổi tối hôm nay để người nói cũng như người nghe đều được ơn của Chúa và đem lại một lợi ích tối đa cho tất cả đời sống của chúng ta trong đức tin chung trong danh Chúa Giêsu. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em. Chúc ông bà anh chị em một buổi tối tốt lành và đầy ân điển của Chúa. Và ngay giờ phút này thì chúng ta hãy chuẩn bị tấm lòng của mình. Chúng ta sẵn sàng bước vào bài học. Trước khi bước vào bài học thì chúng ta hãy dành một ít thời giờ để chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Amen. Sự cầu nguyện rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Và tôi tin rằng chính trong lúc chúng ta cầu nguyện thì Đức Thánh Linh sẽ thăm viếng chúng ta. Có nhiều điều Chúa sẽ làm rất là lạ lùng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được đâu khi chúng ta cầu nguyện. Mặc dù qua màn hình như thế này thôi, nhưng mà tôi cho rằng Chúa chúng ta ở khắp mọi nơi. Và không gian, thời gian thì không thể nào ngăn trở được Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Tôi có nghe một lời chứng rất là khích lệ. Đó là có một người mở cái video lên và cầu nguyện theo cái bài giảng mà tôi hay giảng trên YouTube đó, không ạ? Và ngay khi đang nghe và cầu nguyện như vậy thì Đức Thánh Linh thăm viếng và ngã vật ra giường và đời sống biến đổi luôn. Đó là một cái điều rất là lạ lùng và không có ai can thiệp cả. Đấy là chỉ có Đức Chúa Trời Ngài can thiệp vào đời sống của họ thôi. Cho nên thưa ông bà anh chị em, chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện giờ này, ok? Trước khi chúng ta học bài học. Nào, anh chị em mình sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy đến với Chúa. Mỗi một chúng ta hãy đến với Chúa. Và hãy thưa với Chúa rằng chúng ta cần Ngài. Chúng ta rất cần Ngài. Vì ngoài Ngài ra, chúng ta không làm được điều gì cả. Ngoài Ngài ra, chúng ta không thể kết quả được. Và ngoài Ngài ra, chúng ta cũng không thể sống một đời sống đức tin ngay trên đất này được. Amen. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này, lạy Chúa, ô xin Chúa giúp chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết rằng chúng con rất cần Ngài. Ô Chúa Giêsu ơi, xin Chúa giúp chúng con nhận biết từ sâu thẳm tấm lòng rằng chúng con rất cần Ngài. Dù chúng con đang sống thuận lợi, dù chúng con đang có đầy đủ mọi sự về vật chất, về tinh thần, nhưng Chúa ơi, cũng hãy mặc khải cho chúng con biết rằng chúng con rất cần Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Anh em ơi, hãy nói với Chúa rằng anh chị em cần Chúa. Anh em hãy nói với Chúa rằng dù hoàn cảnh có thế nào, thuận lợi hay bất lợi, con vẫn rất cần Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy đến với con giờ này bởi Thánh Linh của Chúa. Nào tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Bởi Thánh Linh của Chúa, chúng ta hãy được kết nối với chính Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong sự thông công mật thiết với Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, hãy đến và làm đầy lòng chúng con. Hãy đến và làm đầy lòng anh em con. Ô Đức Thánh Linh quyền năng, hãy hiện diện, hãy hiện diện, hãy hiện diện ở tại nơi ông bà anh chị em con đang ngồi, ở tại nơi ông bà anh chị em con đang ngồi. Và dù ông bà anh chị em con kết nối với Hội Thánh bằng bất cứ phương tiện gì, dù ở bất cứ nơi đâu, Đức Thánh Linh ơi hãy thăm viếng. Đức Thánh Linh ơi thăm viếng. Và mọi người đều được kết nối với Thánh Linh quyền năng của Đức Chúa Trời giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, nhân danh Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi tin rằng Chúa đang hiện diện giờ này. Chúa đang hiện diện tại căn phòng của anh chị em đang ngồi.
Chúa đang đến ngập tràn tại chỗ anh chị em đang ngồi để kết nối với chúng tôi và học bài học này buổi tối hôm nay. Tôi tin rằng thần của Đức Chúa Trời đang đụng chạm đến tâm linh của ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng tất cả chúng ta được kết nối làm một trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Nguyện ánh sáng của Chúa bao phủ lên anh chị em. Nguyện huyết của Chúa bao phủ lên ông bà anh chị em. Nguyện thiên sứ của Ngài đến và trợ giúp ông bà anh chị em giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng con chiếu sự sáng đến trên ông bà anh chị em con giờ này. Con chiếu sự sáng đến trên ông bà anh chị em con giờ này. Tôi tiêu chiếu sự sáng đến ông bà anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy cầu nguyện ông bà anh chị em ơi, hãy cầu nguyện. Mọi người hãy cùng cầu nguyện để được ngập chìm trong sự hiện diện và vinh quang của Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy được đụng chạm và được đầy dẫy Thánh Linh. Hãy được rơ chạm và được đầy dẫy Thánh Linh. Hãy được nhìn thấy vinh quang của Chúa và đầy dẫy Thánh Linh giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Chúng con ca ngợi Ngài Emmanuel đấng ở cùng với chúng con. Ôi Cha ơi, hãy gửi thần linh của Ngài để giúp chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu. Ôi Cha ơi, hãy gửi thần linh của Ngài và mặc khải Chúa Giêsu cho chúng con giờ này. Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện nào. Hãy cùng cầu nguyện nào. Chúa ơi, hãy cho con thần khôn ngoan và thần mặc khải để chúng con có thể biết Chúa Giêsu. Để chúng con có thể nhìn thấy rơ chạm được Chúa Giêsu phục sinh. Hãy cầu nguyện anh chị em. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, hãy cầu nguyện điều đó nào. Ồ, và con mắt của sự hiểu biết được soi sáng giờ này. Con mắt của sự hiểu biết của tất cả anh chị em được soi sáng bởi Thánh Linh của Chúa giờ này. Để biết được cơ nghiệp Ngài dành cho ông bà anh chị em. Để biết được sự giàu có mà Ngài dành cho ông bà anh chị em. Để biết được quyền năng vô hạn mà Ngài có hành động trong anh chị em. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, tôi nói rằng con mắt của sự hiểu biết của tất cả các bạn chị em được soi sáng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu được soi sáng giờ này, hãy cầu nguyện bạn chị em hãy nói với Chúa. Mỗi một bạn chị em giờ này hãy nói với Chúa. Cha ơi, hãy ban thần khôn ngoan và thần mặc khải để cho con có thể biết Chúa Giêsu. Giúp con có thể rơ chạm được Chúa Giêsu. Giúp con có thể nhìn thấy được Chúa Giêsu. Giúp con có thể nghe được giọng của Chúa Giêsu. Giúp con có thể biết Ngài muốn gì trên đời sống của con. Hallelujah. Bạn chị em hãy cầu nguyện nào. Hãy cầu nguyện điều đó giờ này. Hãy cầu nguyện điều đó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy ban thần khôn ngoan cho con để con có sự mặc khải rõ ràng từ thiên đàng để biết Chúa Giêsu, để có thể rơ chạm Chúa Giêsu, để có thể nhìn thấy Chúa Giêsu, để có thể nghe được giọng nói của Chúa Giêsu và con có thể biết Ngài muốn gì trên đời sống của con. Trong danh Chúa Giêsu, ông bà chị em hãy cầu nguyện nào. Đừng ai làm thinh giờ này, hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Tiếp tục đi ông bà chị em, tiếp tục. Tôi nói rằng mỗi một người được chạm bởi Đức Thánh Linh giờ này. Mỗi một người được chạm bởi Thánh Linh giờ này. Mỗi một bạn chị em đang kết nối với Hội Thánh Nhà Muôn Dân ngay bây giờ được rơ chạm bởi Đức Thánh Linh giờ này. Được rơ chạm bởi Đức Thánh Linh giờ này. Được rơ chạm bởi Đức Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Tôi nói rằng thần khôn ngoan giáng trên ông bạn chị em giờ này. Tôi nói rằng con mắt thuộc linh ông bạn chị em được mở ra giờ này. Tôi nói rằng tai thuộc linh ông bạn chị em được mở ra giờ này. Ông bà anh chị em biết, nghe, rờ chạm và hiểu được ý muốn của Chúa Giêsu giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy đón nhận. Hãy đón nhận. Hãy đón nhận. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Mỗi một chúng ta hãy tiếp tục nói. Hãy tiếp tục thưa với Chúa. Hãy tiếp tục dọn tấm lòng mình và thưa với Ngài. Chúa Giêsu ơi, hãy quăng xa ra khỏi con những ước muốn xác thịt. Ô, hãy khiến cho lòng con tránh xa khỏi những ước muốn xác thịt giờ này. Hãy tránh xa khỏi con những ước muốn xác thịt giờ này. Hãy lấp đầy tâm trí con ước muốn và hình ảnh của thiên đàng. Hãy cầu nguyện bạn cho em. Ôi Cha, trong danh Chúa Giêsu, hãy tránh khỏi con những ước muốn xác thịt.
Hãy tránh ra khỏi con những ước muốn xác thịt. Hãy để cho lòng con được bám và rờ chạm gần gũi Ngài. Chúa Giêsu ơi, hãy giúp cho tâm trí của con được lấp đầy bởi những ý tưởng của thiên đàng. Lấp đầy bởi những ý tưởng của thiên đàng. Và hãy giang xa khỏi mắt của con những điều hư không của đời này. Hãy cầu nguyện bạn trẻ. Hãy cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu để con người thuộc linh của anh chị em được trỗi dậy giờ này. Hãy trỗi dậy giờ này. Hãy trỗi dậy giờ này. Hãy trỗi dậy giờ này. Trong danh Giêsu tôi nói rằng linh của anh chị em được trỗi dậy giờ này. Mỗi một tâm linh của anh chị em được kết nối với Thánh Linh và trỗi dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một người được mạnh mẽ giờ này. Mỗi một người được thức tỉnh giờ này. Mỗi một người được yêu mến Chúa và nhìn thấy Chúa, rơ chạm Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy cầu nguyện bạn trẻ. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Ô, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hãy nói với Chúa điều đó một lần nữa. Ông bạn trẻ hãy thưa với Chúa bằng cả tấm lòng của mình. Chúa ơi, hãy lấy ra khỏi lòng con những ước muốn của xác thịt. Chúa ơi, trong danh Giêsu hãy lấy ra khỏi lòng con những ước muốn xác thịt. Hallelujah, hãy lấp đầy tâm trí của con những ý tưởng của thiên đàng. Hãy lấp đầy tâm trí của con những điều thuộc về trời. Ô, và giang xa khỏi mắt con những điều hư không của đời này. Hallelujah, những điều phàm tục của điều đời này. Hãy giang xa khỏi mắt, khỏi tai, khỏi tâm lòng của con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nào bạn chém được phước giờ này. Bạn chém được thức tỉnh giờ này. Ông bà anh chị em được Thánh Linh của Ngài tái đổ đầy giờ này. Ông bà anh chị em được gần Chúa Giêsu giờ này. Tôi cầu nguyện đầm mỏi tâm lòng của ông bà anh chị em được mở ra cho lời của Chúa giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. 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 Hallelujah. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đang và sẽ kết nối với Hội Thánh để học bài học buổi tối ngày hôm nay. Nguyện Chúa ban phước cho bạn trên giờ này một cách dư dật. Một cách dư dật. Và chúng ta càng được lớn lên trong sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, chúng ta càng có một cuộc sống đắc thắng vững mạnh. Chúng ta đang ở trong một loạt bài học đời sống không tật bệnh. Amen ha. Tối nay chúng ta sẽ học bài thứ 5. Bài học mang tên là Tại sao cơ đốc nhân bị bệnh? Không ạ? Vâng, một cái đề tài hết sức là thời sự và cũng rất là cần thiết cho chúng ta biết về điều này. Và trước khi chúng ta bắt đầu bài học đó, tôi cần anh chị em giúp đỡ. Hãy chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình. Bằng cách đó anh chị em đồng công cùng với tôi để lan tỏa thông điệp từ lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Ngày hôm nay Ngài loan báo cho chúng ta những điều tốt đẹp từ Ngài, những sự cứu rỗi, chữa lành, giải phóng và phước hạnh từ Đức Chúa Trời đến cho loài người trong lời của Chúa. Và chúng ta cần loan báo nó. Dĩ nhiên Satan thế gian không muốn loài người biết điều này. Cho nên ông bạn em sẽ không nhìn thấy trên mặt báo nào đó nói rằng lời của Chúa hứa thế này, Chúa Giêsu đến để làm điều này, Chúa Giêsu có thể làm điều này cho các bạn. Không, báo chí đời này nó ém cái điều đó và không bao giờ nó nói đến. Nhưng chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta có một trọng trách, đó là đem lời của Đức Chúa Trời rao truyền trên khắp đất, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp khó khăn, bất chấp thuận lợi hay không thuận lợi. Vì vậy, bạn chị em ơi, hãy giúp tôi chia sẻ nó trên trang cá nhân của mình. Và những nhóm, những trang nào mà anh chị em tham gia, hãy chia sẻ càng nhiều càng tốt. Đừng giới hạn gì cả. Biết đâu được, có một người tình cờ nghe được bài này và họ hiểu ra rằng họ cần Chúa Giêsu thì sao? Amen. Và bằng cách đó, ông bà anh chị em đã đồng công cùng với tôi để cứu rỗi một linh hồn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự công tác của ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học. Bài học được mang tên Tại sao cơ đốc nhân bị bệnh? Ok ha. Cảm ơn Ngài. Thật diệu kỳ. Vâng, thường thì đối với câu hỏi này đó, chúng ta hay nói rằng là tại ma quỷ, đúng không ạ? Tại ma quỷ, tại tội lỗi. Anh này bệnh, chắc chắn là anh đang phạm tội rồi. Anh này bệnh,
nghi ngờ là có quỷ nó làm rồi. Phần lớn thì chúng ta đổ ngay cho một cái lý do nào đó dễ giải thích nhất, thường là ma quỷ, phải không ạ? Và ma quỷ là nguyên nhân. Dĩ nhiên ma quỷ nó có thể làm tất cả mọi điều, nó có thể gieo bệnh tật, nó có thể khiến cho con người đau khổ. Tội lỗi cũng là cái công cụ của ma quỷ để hành hại và làm cho con người ta gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Nhưng có bao giờ ông bà anh chị em mình suy nghĩ, chúng ta đã là con cái của Chúa, là dân thánh của Chúa, thì lý do nào ma quỷ có thể gieo bệnh tật, ma quỷ có thể đến gần và làm những điều này điều kia trên đời sống chúng ta, không ạ? Đây cũng là một cái vấn đề hết sức đáng quan tâm. Và trong khuôn khổ bài học buổi tối hôm nay, tôi sẽ đưa ra một vài cái lý do mà cơ đốc nhân là những người tin Chúa bị bệnh. Vài lý do mà nó mang cái tính rất là khác biệt, có thể anh chị em chưa bao giờ nghe trước đây, hoặc là không để ý, thì hôm nay chúng ta sẽ để ý. Vậy thì qua những bài học trước, chúng ta đã biết rằng sự chữa lành bệnh từ Chúa đã đến với chúng ta một cách hoàn toàn hoàn hảo tại thập tự giá. Và Đức Chúa Trời sẵn lòng chữa lành cho chúng ta hơn là chúng ta muốn được chữa lành. Ngài sẵn lòng, bất kể ngày đêm, bất kể trời mưa trời giờ nắng, bất kể thuận lợi hay không thuận lợi, Chúa luôn sẵn lòng chữa lành cho con cái của Ngài. Vậy thì câu hỏi là hôm nay chúng ta cần giải quyết là tại sao con cái của Đức Chúa Trời lại bị bệnh? Tại sao chúng ta thấy nhiều con cái của Đức Chúa Trời đau khổ và bị đau đớn vì bệnh tật? Bằng chứng là anh chị em thấy trong buổi nhóm của Hội Thánh Nhà Muôn Dân mỗi Chủ Nhật, tôi chưa bao giờ thấy có một Chủ Nhật nào mà không có người bệnh đến đó để được Chúa Giêsu chữa lành. Suốt 10 năm nay, anh chị em cứ lấy bút giấy nhận lên, suốt 10 năm nay tôi chưa thấy có một cái buổi Chủ Nhật nào mà chúng ta thờ phượng Chúa, chia sẻ lời Chúa, rồi chúng ta ca hát nhảy múa, chúng ta về. Không có buổi nào cả. Tôi thấy là người bệnh càng ngày càng nhiều. Mà những người này là tin Chúa 10 năm, tin Chúa 20 năm, tin Chúa 5 năm. Có người là mới tin thì thôi không nói, nhưng có những người đi với Chúa lâu, thật lâu, mà sống với bệnh thật đau đớn, đau khổ. Và cuối cùng thì họ tìm đến với Hội Thánh Nhà Muôn Dân để được chữa lành. Vậy thì câu hỏi là làm sao mà họ lại bị bệnh như vậy? Có một số cái lý do để giải thích điều này, không ạ? Có số lý do. Và anh em hãy tạ ơn Chúa đi. Tất cả những cái lý do mà tôi sẽ trình bày sau đây đó đều được lời của Đức Chúa Trời chứng thực và kiểm soát được. Có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi được nó, để chúng ta có thể bước vào một đời sống không tật bệnh, thưa ông bà anh chị em. Đó là điều chúng ta mong muốn. Không phải chúng ta sống bị bệnh rồi đi chữa lành, không phải. Chúng ta ao ước là sống một đời không tật bệnh. Đó mới là một đời sống mà Đức Chúa Trời muốn thấy trên mỗi con cái của Ngài. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lý do đầu tiên. Một cái lý do mà phải nói hết sức là phổ biến, rất phổ biến. Đó là con cái của Đức Chúa Trời bị bệnh vì thiếu hiểu biết. Anh em nghe có lạ không ạ? Thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Cụ thể là gì đây nè? Trong sách Ô-sê chương 4 câu 6, câu này anh chị em quen thuộc rồi phải không ạ? Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng quên con cái ngươi. Đây là lý do chính mà nhiều con dân của Đức Chúa Trời lâm vào tình trạng bệnh tật. Thiếu kiến thức, thiếu sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời liên quan đến họ. Tức là mặc dù họ đi nhà thờ, mặc dù họ xưng mình là người tin lành, xưng mình là cơ đốc nhân tái sanh, nhưng mà họ không biết rằng Kinh Thánh nói gì về họ. Họ có thể làm được gì trong Chúa? Họ có quyền lợi gì trong Chúa? Và họ có gì trong tay khi họ có đức tin? Hoàn toàn họ không có biết gì cả về điều này.
Mặc dù họ đi với Chúa lâu năm, mặc dù họ đi nhóm đều, mặc dù họ tham dự không thiếu một cái buổi bồi linh, một buổi nhóm gì cả, cái gì cũng đi, nhưng có điều rằng là lời Đức Chúa Trời nói gì thì không biết. Đây là cái tình trạng mà chúng ta thấy phổ biến hiện nay. Và cái từ mà dân ta bị diệt đó, ở trong cái OC chương 4 câu 6 có nghĩa là đau khổ chết chóc. Cái từ đó nó có nghĩa là, tức là dân ta bị đau khổ chết chóc vì cớ thiếu sự thông biết. Vì vậy chúng ta có thể nói một cách như thế này: dân sự của Đức Chúa Trời đau khổ chết chóc vì thiếu sự hiểu biết, phải không ạ? Và rất nhiều cơ đốc nhân hiện nay, họ có sự hiểu biết hoàn hảo về mọi vấn đề khác của cuộc sống, ngoại trừ điều quan trọng nhất, đó là lời của Chúa. Họ biết hết rồi. Hôm nay giá cả lên xuống thế nào biết luôn. Rồi hôm nay có chương trình gì, ca nhạc ở đâu biết luôn. Trên TV đang chiếu bộ phim nào biết hết. Chiến tranh như thế nào, ở đâu, giá dầu, giá vàng, bất động sản chỗ nào tăng, chỗ nào hạ, biết hết. Tất cả mọi thông tin đều biết, rất rành. Duy là những gì mà lời Đức Chúa Trời, là những gì mà Chúa phán liên quan đến họ. Họ là ai trong Đấng Christ, họ đã làm gì và họ có những gì trong Ngài thì không biết. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy có một cái thực tế như vậy. Không nói gì cho nói đến lời Chúa thì rất là mù mờ. Nhưng mà phải nói một điều như thế này, anh ông bà anh chị em, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới tiết lộ cho chúng ta biết chúng ta là ai ở trong Chúa, chúng ta có thể làm gì ở trong Chúa và chúng ta có gì ở trong Chúa. Nhà ông bà anh chị em, tôi nhắc lại nha, chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể tiết lộ cho chúng ta biết chúng ta là ai ở trong Chúa, chúng ta có thể làm gì ở trong Chúa và chúng ta có gì ở trong Ngài. Amen chưa? Chỉ có lời Chúa mới cho thôi, chứ anh em đọc báo, đi xem phim, đọc truyện, nó không tiết lộ điều này. Chúng ta cần biết chúng ta là ai, chúng ta có thể làm gì và chúng ta có gì. Chúng ta cần điều đó. Khi mình biết mình là ai, chúng ta sẽ biết cách sống cho nó phù hợp, có đúng không ạ? Cái người mà bình thường khi họ không biết họ là ai, họ sống luôn tuồng. Nhưng khi họ biết, ví dụ họ biết họ là một hoàng tử, họ sẽ có cách sống như một hoàng tử. Khi họ biết họ là một người bình thường, họ sẽ sống như một người bình thường. Khi họ biết họ là một vị tướng, họ sẽ sống và hành động như một vị tướng. Cho nên cái lối sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái sự nhận thức rõ ràng, đúng đắn chúng ta là ai. Chúng ta là ai. Cái cách ăn nói, cách đi đứng, cách hành xử của chúng ta nó phụ thuộc vào điều đó. Cho nên rất là quan trọng. Và khi chúng ta biết mình có những gì đó, đã có những gì rồi, thì chúng ta đôi khi lại nhận ra rằng có một số điều mình không phải cầu nguyện. Nó có rồi, mình không cần cầu nguyện nữa, không cần xin nữa, có rồi. Cho nên đôi khi có những anh chị em rõ ràng Chúa hứa trong lời Ngài sẵn rồi, nhưng chúng ta cứ cầu nguyện xin, cứ xin, trong khi Chúa nói có rồi, ta cho con rồi, sẵn rồi. Nhưng vì mình không đọc lời Chúa cho nên mình không biết, mình cứ cầu nguyện như vậy, và cầu nguyện đến nỗi vô tín luôn. Chúng ta được tái sanh vào trong sự yên nghỉ của Chúa, ông bà anh chị em nhưng có rất nhiều cơ đốc nhân không biết điều này, không biết. Và nếu như chúng ta thật sự đã bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì thật sự chúng ta ngừng lo lắng, chúng ta ngừng buồn rầu, chúng ta ngừng sợ hãi, chúng ta ngừng bị trầm cảm, chúng ta ngừng những tiêu cực, có đúng không ạ? Một người bước vào sự yên nghỉ của Chúa thì làm gì tiếp tục lo lắng, tiếp tục bất an, tiếp tục đau khổ, tiếp tục thế này thế nọ thế khác được, phải không ạ? Đó, giống như chính Đức Chúa Trời về trong Sáng Thế Ký, ngày thứ bảy Ngài xong mọi việc và Ngài nghỉ ngơi. Nhưng nếu chúng ta không biết điều này thì chúng ta thực sự sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống nói chung và trong đời sống tâm linh của mình nói riêng. Trong Hebrew chương 4 câu 10 chép như thế này, ông bạn chị em: vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Nghĩa là khi ông bạn chị em và tôi được tái sanh trong Chúa Giêsu thì thực sự
chúng ta đang bước vào một sự nghỉ ngơi cùng với Đức Chúa Trời. Bạn chị em hãy ghi nhớ điều này nhé. Chúng ta đang bước vào một sự nghỉ ngơi cùng với Đức Chúa Trời, một đời sống yên nghỉ trong Ngài. Đó là điều mà Kinh Thánh chép, bạn chị em nhớ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ danh tánh của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể sống cho phù hợp. Bởi vì nếu chúng ta không biết mình là ai, chúng ta sẽ không bao giờ có những hành động phù hợp. Không ạ? Cuộc sống của chúng ta hiện nay nằm ở trong tay của chúng ta. Những gì mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể tạo ra nó. Đấy là sự thật. Nhưng ma quỷ sẽ không bao giờ muốn cho chúng ta biết điều này. Nó không bao giờ muốn cho ông bà anh chị em biết điều này. Nó muốn giữ ông bà anh chị em trong cái sự thiếu hiểu biết, ngu dốt và tù túng. Nó muốn giữ mọi con cái Đức Chúa Trời trong cái sự đó. Kinh Thánh cho biết, nếu chúng ta cầu xin theo ý muốn Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Ông bà anh chị em đọc trong Giăng Nhất chương 4 câu 17 phải không ạ? Nếu chúng ta cầu xin theo ý muốn Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Điều đó có nghĩa là, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là anh chị em mình phải biết ý muốn của Ngài trước khi mình quỳ gối cầu xin. Có đúng không ạ? Làm sao chúng ta có thể biết được ý muốn Đức Chúa Trời? Ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong lời của Ngài. Và chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về ý muốn của Đức Chúa Trời nếu như chúng ta thật sự biết lời của Chúa. Anh chị em mình không thể thiếu kiến thức về lời Đức Chúa Trời được. Không ngạc nhiên khi sứ đồ Phao-lô luôn luôn cầu nguyện cho các tín đồ mới rằng họ phải được hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đối với hội thánh Ê-phê-sô, ông cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ thần khôn ngon để thần khôn ngon ấy có thể mặc khải Chúa Giê-xu cho họ, để họ có thể hiểu biết Chúa Giê-xu. Và ông cũng cầu nguyện tiếp nữa là để đôi mắt của sự hiểu biết họ được soi sáng. Ông bạn em đọc trong Ê-phê-sô chương 1 câu 17, 18, 19 phải không ạ? Còn đối với hội thánh Cô-lô-se thì ông cầu nguyện cho họ được tràn đầy sự hiểu biết và ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi sự khôn ngon và hiểu biết thiêng liêng nữa. Mà anh chị em có thể đọc trong Cô-lô-se chương 1 câu 9, anh em thấy không ạ? Cho nên đối với những tín hữu mới, sứ đồ Phao-lô quan tâm rằng họ phải có sự hiểu biết. Hiểu biết Chúa, hiểu biết lời Chúa, hiểu biết ý muốn của Chúa, và đó là những điều mà họ cần phải trang bị nền tảng. Đây là tín đồ mới nha, phải có điều đó. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta không để ý đến điều này, chúng ta bước đi với Chúa mà không biết Chúa là ai, không biết ý muốn của Ngài, không biết Ngài dành cho chúng ta điều gì, không biết chúng ta có điều gì, không biết Ngài muốn gì, đây là một điều cực kỳ thiếu sót. Cho nên tôi tin rằng chúng ta cần cầu nguyện những lời cầu nguyện này cho hầu hết các hội thánh ngày nay. Không phải ý muốn Đức Chúa Trời là khiến cho bạn và tôi đau ốm khổ sở, nhưng tại sự thiếu hiểu biết về lời Chúa khiến cho bạn và tôi bị kìm kẹp trong bệnh tật. Và nó có thể khiến cho bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn mọi thứ xảy ra theo cách đó. Đặc biệt là khi ông bà anh chị em nghe một số những lãnh đạo thuộc linh, những mục sư truyền đạo có dạy dỗ như thế đó nữa. Dạy rằng Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài bệnh, Đức Chúa Trời muốn dùng bệnh tật để rèn tập thử thách con cái của Ngài, Đức Chúa Trời muốn dùng bệnh tật để dạy dỗ con cái của Ngài. Không, không và không. Những cái sự thiếu hiểu biết này, sai lầm này đã dẫn cho con cái Đức Chúa Trời bước vào một đời sống đầy tù túng, bệnh tật, đau khổ, vô tín, nghi ngờ và thối lui trong đời sống đức tin. Chị em tham, lời Chúa sẽ ban phước cho anh chị em khi anh chị em biết rõ lời của Đức Chúa Trời nói gì. Kinh Thánh chép, sự không ngon là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự không ngon, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Châm ngôn chương 4 câu 7. Cho nên Đức Thánh Linh đã được ban để giúp chúng ta hiểu và biết những điều của Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng ta biết những ơn phước mà chúng ta được nhận một cách nhưng không miễn phí. Mà một trong số những ơn phước đó, anh chị em là sức khỏe siêu nhiên. Tôi nhắc lại nha, Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để cho chúng ta có thể biết những điều từ Đức Chúa Trời.
Và Ngài cho chúng ta biết những ơn phước đó, những ơn phước mà chúng ta có thể nhận một cách miễn phí. Và một trong những ơn phước đó chính là sức khỏe siêu nhiên. Anh em có thể đọc điều đó ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 12. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Được chưa? Cho nên Chúa Giê-xu đã đến để giải thoát chúng ta. Và Ngài nói rằng ai mà con đã làm cho được tự do thì thật sự được tự do. Giăng chương 8 câu 36. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi nè, khỏi bệnh tật nè, khỏi chết chóc, khỏi nghèo đói. Nhưng không có cuốn sách nào khác trên thế giới này ngoài Kinh Thánh chép về điều này. Và điều này cũng không bao giờ được chạy tiếp trên các tờ báo tin tức mỗi buổi sáng mà anh chị em đọc. Không bao giờ có. Đây là lý do tại sao tôi và bạn chị em phải cần để cho lời Đức Chúa Trời sống trong chúng ta một cách phong phú. Chúng ta sẽ không tìm thấy những thông tin này ở đâu khác ngoài Kinh Thánh cả. Khi lời của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta một cách đầy dẫy, thì chúng ta sẽ bước đi trong đó và tận hưởng những lợi ích mà lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta mỗi ngày trong đời. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên cái nguyên nhân đầu tiên đó mà tôi muốn nhắc ở đây là gì? Chính cái sự thiếu hiểu biết lời Chúa. Cái sự mà chúng ta không bao giờ mở Kinh Thánh để nghiên cứu, để tìm tòi, để đọc đó. Cái sự đó đó nó khiến cho chúng ta bệnh tật. Mặc dù chúng ta tin Chúa, mặc dù chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, mặc dù chúng ta nói rằng chúng ta cầu nguyện liên tục, ô ngày đêm cầu nguyện, giống như cái cô gì bữa cô lên cô làm chứng trong hội thánh nhà một anh chị em thấy không ạ? Cô bị bệnh 22 năm mà cô nói rằng cô cầu nguyện ngày đêm, cô cầu nguyện thôi rồi luôn. Cô cầu nguyện, cô nói là chỉ có khi đi mổ cô mới không cầu nguyện thôi, chứ còn lúc nào cô không cầu nguyện. Nhưng mà anh chị em thấy điều gì ạ? Cô tin Chúa, nhưng mà khi bệnh cô uống bùa, cô uống bùa từ 30 ông thầy bùa. Tại sao cô uống bùa? Bởi vì cô không biết lời của Đức Chúa Trời nói gì về bùa chú. Cô không biết ma quỷ là ai, cô không biết bùa chú là cái gì. Cho nên là ai nói gì thì sơi nấy thôi, miễn sao mà hết bệnh là được, nhưng mà có hết đâu. Càng uống càng bệnh 22 năm, anh chị em thấy không ạ? Cái bài làm chứng mà mới nhất tôi đưa lên đó. Cho nên bạn chị em, cái sự hiểu biết của chúng ta nó liên quan đến lời Đức Chúa Trời. Không phải anh chị em cầu nguyện nhiều mà anh chị em hết bệnh. Không phải anh chị em cầu nguyện nhiều mà bệnh tật nó không đến. Không phải anh em đi nhà thờ siêng năng mà bệnh tật nó không đến. Không phải anh chị em làm bắp tem rồi thì bệnh tật nó không đến. Không, tôi nói rằng chính cái sự mà thiếu hiểu biết nó mở cửa cho bệnh tật nó đến. Chúng ta cần phải mở Kinh Thánh ra để biết mình là ai trong Đấng Christ, mình có thể làm được gì trong Đấng Christ, và mình có những quyền hạn nào trong Đấng Christ. Được chưa ông bạn chị? Hãy mở Kinh Thánh của mình mỗi ngày, nghiên cứu, đọc, suy ngẫm. Và chính sự hiểu biết đó nó giúp cho anh em có thể sống một đời sống không tật bệnh. Amen dạ. Rồi, chúng ta đến với cái nguyên nhân tiếp theo. Cái nguyên nhân tiếp theo nó nằm ở cái miệng của chúng ta. Tôi có thể nói như thế này. Những lời công bố, tức là những lời tuyên xưng sai lầm, có thể đánh đổ, làm sụp đổ tâm linh của một người. Anh em ghi nhớ điều này. Tôi nhắc lại nha. Cái nguyên nhân thứ hai mà khiến cho chúng ta hay bệnh tật đó, nó liên quan đến cái miệng của chúng ta. Những lời tuyên xưng, những lời công bố sai lầm sẽ đánh đổ hoàn toàn sức mạnh tâm linh của một người. Cái tâm linh một người có thể rèn tập. Khi anh em được tái sanh, sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời sẽ được truyền vào trong tâm linh của con người chúng ta, và linh hồn của chúng ta sẽ trở nên sống động với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi tâm linh của chúng ta bị lừa dối và tin vào một điều gì đó khác lời của Chúa, thì nó sẽ mất khả năng hiểu biết lời Đức Chúa Trời và những sự nhận định đúng đắn. Nó mất cái khả năng đó, bởi vì nó đã được huấn luyện một cách sai lầm.
Bất cứ điều gì bạn tiếp nhận vào tâm linh của mình sẽ luôn ảnh hưởng hoặc là tích cực nếu đó là lời Chúa, hoặc là làm ô nhiễm nếu nó không phải là lời Chúa. Anh em thấy không? Timothy 2 chương 2 câu 25 chép như thế này: con hãy dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Sứ đồ Phaolô nói gì cho Timothy ở đây anh chị em? Ông đang đề cập đến những cá nhân đã tự đàn áp tâm linh của mình bằng cách ép buộc tâm linh mình ăn nuốt những thông tin sai lệch, những giáo lý sai lệch, những học thuyết sai lệch, những sự dạy dỗ sai lệch với lời Đức Chúa Trời. Khi họ ăn nuốt những điều này vào người của họ thì tâm linh của họ thành một người khác hoàn toàn. Họ chống trả lại lẽ thật, đúng không? Chống trả lẽ thật. Khi chúng ta ăn những điều sai lầm vào, chúng ta sẽ chống trả lại lẽ thật. Anh em thấy không? Điều này được thực hiện chủ yếu thông qua những lời tuyên bố, những sự tuyên xưng, những lời nói sai lầm, nói điều gì đó không phù hợp với lời Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh. Trên thực tế, đây là chiến lược của Satan, thưa ông bà anh chị em. Chiến lược của Satan trong cái cách để tiêu diệt con cái Đức Chúa Trời, khiến cho họ chống lại chính mình thông qua lời nói của miệng mình. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không? Bây giờ nè, Satan là kẻ thù, nó thua rồi. Nó không có cách gì làm gì được con cái của Chúa cả. Nhưng nó cám dỗ, nó dụ dỗ để mình nghe, mình học những điều sai lầm. Rồi khi miệng mình nói ra những điều sai lầm, không đúng với lời Chúa, không đúng với lẽ thật, không đúng với những cái sự dạy dỗ lành mạnh, thì chính miệng anh chị em chống lại anh chị em. Anh chị em hiểu ý mà. Và miệng anh chị em sẽ đưa bệnh tật vào, đưa đau khổ vào, đưa thất bại vào, đưa những điều không đẹp lòng Chúa vào. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngạc nhiên tại sao đời sống mình như vậy. Bây giờ chúng ta đi cụ thể hơn một chút ha. Cụ thể hơn để chúng ta hiểu điều này. Và có một cái câu chuyện minh họa rất hay về điều này, đó là cuộc sống của ông Job. Anh chị em hãy hãy cùng theo dõi với tôi. Nhiều người thì tin rằng Job đang nói ý nghĩ của Đức Chúa Trời, đang nói ý muốn của Đức Chúa Trời khi ông nói như thế này. Anh em đọc Job chương 1 câu 21 ha. Ông nói như này: Chúa đã ban cho và Chúa đã lấy đi, đáng chúc phước thầy cho danh Chúa. Đây là lời ông Job nói. Và nhiều con cái Chúa không có suy nghĩ thấu đáo, cho rằng đây là chân lý, đây là lời nói của Đức Chúa Trời. Nhưng không, ông anh em hãy nghĩ đi, đây là lời nói của ông Job. Ông Job ông nói thế, ông có đầy của cải, nhưng khi ông mất đi rồi thì ông nói như này nè: Chúa đã ban cho, giờ Chúa lấy đi, ngợi khen Chúa. Nhưng anh em nghĩ xem, khi mình nghiên cứu kỹ sách Job á, sẽ thấy đây không phải là sự thật, đây không phải lẽ thật. Đức Chúa Trời đã ban cho ông, nhưng chắc chắn một điều rằng Ngài không phải là đấng đã lấy đi của ông. Có amen không ạ? Amen điều đó. Đức Chúa Trời không có lấy đi của ông Job. Ma quỷ đã đến trước mặt Đức Chúa Trời và bắt đầu kiện cáo Job, không ạ? Tố cáo Job. Nó tố cáo gì? Nó tố cáo Job rằng là Job chỉ phục sự Đức Chúa Trời vì những của cải vật chất, những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Nó tuyên bố rằng nếu như ông Job bị mất những thứ đó, chắc chắn ông sẽ quay lưng lại và phỉ báng Đức Chúa Trời. Anh em đọc trong sách Job sẽ thấy điều đó, phải không ạ? Nó nói thế. Satan thậm chí còn đi xa hơn khi tiết lộ rằng: ô Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ Job, thì làm gì mà Job không phục vụ Đức Chúa Trời? Nó nói thế. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã nói với Satan rằng tất cả những gì Job đang có thì được phó vào tay của nó, nhưng mà Ngài cấm nó không được đụng vào mạng sống của Job. Anh em đọc sẽ thấy ha. Điều này tạo ra một ấn tượng rằng ma quỷ là kẻ đã gây ra mọi vấn đề cho Job. Nhưng khi bạn đọc đến phần cuối đó, anh em đọc đến chỗ Job chương 2 câu 3, chúng ta sẽ lại có một ấn tượng khác. Anh em có Kinh Thánh không? Hãy dở ra cùng tôi. Khi chúng ta đọc đến đây rồi thì chúng ta thấy ồ đúng rồi, ma quỷ là kẻ tự nhiên tạo ra mọi rắc rối cho Job. Mất tài sản, mất con cái, mất nhà cửa, mất gia đình, thậm chí bệnh tật luôn. Có đúng không ạ? Chúng ta có ấn tượng rằng là ma quỷ làm tất cả những điều đó. Nhưng hãy khoan xem nè, hãy khoan xem nè. Chúng ta đọc chương 2 câu 3 đây. Job chương 2 câu 3 chép như thế này: Đức Giê-va lại phán hỏi Sa-tăng rằng:
Ngươi có thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh xa khỏi điều ác, lại là người bền đổ trong sự hoàn toàn của mình, mặc dù ngươi có dục tà phá hủy người vô cớ. Điều này thật sự tạo ra một ấn tượng rằng Đức Chúa Trời đã gây tất cả thảm họa nói đến ở chương 1 cho Gióp. Đấy nè, người có dục tà phá hủy người vô cớ, đúng không? Khi mình đọc đến đây mà mình không suy nghĩ tiếp thì mình lại nghĩ rằng ốt Đức Chúa Trời gây thảm họa cho Gióp rồi. Nhưng điều này khác xa sự thật, thưa ông bạn chị. Chúng ta cần quan sát điều gì đó về con người của ông Gióp chút đã. Chúng ta đọc thấy trong chương 3 câu 25, ông nói như thế này: vì việc tôi sợ hãi đã thâu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Mà anh em nhớ câu này phải không ạ? Đây là một phần trong vô số những lời than thở của ông Gióp sau khi sự rắc rối trên cuộc đời ông ập đến. Ông than thở như vậy. Nhưng anh chị em có thể tưởng tượng tại sao những tai họa này lại có thể xảy đến cho một người có hàng rào bảo vệ từ Chúa, đúng không ạ? Gióp đang được Chúa xây dựng hàng rào bảo vệ, mà tại sao tai họa lại xảy đến cho ông nè? Có một điều chúng ta có thể kết luận như thế này, đó là Gióp không biết gì về hàng rào bảo vệ này. Đó là cái thứ nhất. Ông có biết, ông biết là đại chuyện khác rồi. Ông hoàn toàn không có biết. Đây là việc mà Satan đã thấy và Đức Chúa Trời khẳng định rằng ông, Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ Gióp, nhưng Gióp không có biết. Thứ hai, chúng ta có thể thấy rằng ông Gióp, ông luôn sống trong sự sợ hãi. Đó là chỗ mà hết sức quan trọng để chúng ta phân tích hôm nay. Ông có quá nhiều của cải, đúng không ạ? Ông có rất nhiều tài sản, cuộc sống của ông đang phải nói trên đỉnh cao của tiền bạc, danh vọng, con cái, vợ con, sức khỏe, đủ thứ. Và anh em nhớ chi tiết là khi con cái của ông mà nó tụ họp, nó ăn uống ấy, thì ông luôn luôn làm một cái của lễ dân. Và ông sợ rằng lỡ một trong những đứa con ông nó phạm tội trước mặt Đức Giê-hô-va thì căng. Ông luôn luôn sống trong sự sợ hãi đó. Cho nên cái lời mà ông nói trong câu chương 3 câu 25 nó chứng minh rằng ông Gióp thực sự, ông có tất cả mọi điều bên ngoài, nhưng trong lòng của ông đang sống trong sự sợ hãi mỗi giây đồng hồ trôi qua. Ông sống trong sự sợ hãi. Gióp sống trong sự sợ hãi. Và sợ hãi là gì anh chị em? Sợ hãi là ngược lại với đức tin. Nỗi sợ hãi là đức tin vào kẻ thù của mình, đúng không ạ? Cũng giống như đức tin, nỗi sợ hãi được thể hiện bằng lời nói và hành động, đúng không? Vì vậy Gióp sống trong sự sợ hãi nè, ông nói chuyện sợ hãi nè, ông hành động trong sự sợ hãi nè, cho đến khi nỗi sợ hãi lớn lên như một người khổng lồ, và lúc này nó trói buộc ông. Ông nói rằng ông không được an toàn, và khoảnh khắc ông nói điều đó thì hàng rào bảo vệ của ông đã bị phá hủy. Anh em thấy chưa? Chính lời nói, thái độ, suy nghĩ của Gióp đã phá hủy đời sống của ông. Đây là chỗ mà chúng ta hết sức chú ý. Gióp đã lật đổ chính mình. Chúa không bao giờ cám dỗ ai bằng cái ác. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, tốt lành, Ngài ban cho chúng ta những lợi ích mỗi ngày. Thi Thiên 68 câu 19 nói vậy, phải không ạ? Và trong Truyền Đạo chương 10 câu 8 và câu 12 chép thế này: kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn. Lời của miệng người không ngon có ơn, nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó, nuốt lấy ơn. Thấy không ạ? Câu hỏi đặt ra là ai đã phá vỡ hàng rào bảo vệ của Gióp? Đó là Đức Chúa Trời hay Satan đã phá vỡ? Anh em trả lời giúp tôi nè. Câu trả lời chính xác là không phải Đức Chúa Trời, cũng không phải Satan, mà chính Gióp đã phá vỡ hàng rào bảo vệ cuộc đời của ông. Bảo vệ tài sản ông, bảo vệ sức khỏe ông, bảo vệ vợ con ông, bảo vệ tất cả những gì ông có. Chính ông đã phá vỡ hàng rào bảo vệ này. Gióp đã phá vỡ hàng rào bảo vệ này bởi những lời công bố, những lời tuyên xưng sai lầm của mình.
Chúa đã tạo ra một vòng rào bảo vệ ông. Vì vậy ông được an toàn. Nhưng ông cứ nói rằng ông không được an toàn. Và thực tế ông không thể giữ yên lặng về cái sự lo lắng này trong lòng ông. Ông đã nói với mọi người rằng ông không được an toàn. Và khoảng khắc ông nói điều đó, ông đã phá vỡ hàng rào bảo vệ. Anh chị em hiểu ý tôi muốn truyền đạt không ạ? Khi anh chị em mình nói những điều không phù hợp với lời Chúa, thì anh chị em mình thực tế đang phá vỡ sự bảo vệ của mình. Mối tương giao bị phá vỡ. Và con rắn quỷ quyệt là ma quỷ đó, nó sẽ đến ngay để giết anh em. Anh em có thể tự đào mồ cho mình bằng lời nói của chính miệng mình. Satan không thể tiêu diệt chúng ta. Vì Kinh Thánh nói trong Hebrew chương 2 câu 14 rằng Chúa Giê-xu đã làm tê liệt mọi quyền lực của sự chết, tức là ma quỷ. Nó đã từng có sức mạnh quyền lực của sự chết, nhưng giờ thì nó bị tước rồi, nó không còn nữa. Đem ha, Satan đã không thể giết người hiện nay. Và vì vậy điều duy nhất mà Satan có thể cố gắng làm là khiến cha anh em mình tự chống lại chính mình. Bằng gì? Bằng lời nói sai lầm của miệng mình. Để tự mình, tự chính anh em mình lật đổ chính mình bằng lời nói, lời tuyên xưng sai lầm của mình. Anh chị em chú ý điều này. Hành động của Satan chống lại cơ đốc nhân là gì anh chị em? Đó là đau ốm nè, bệnh tật nè, nghèo thiếu nè, yếu ớt nè, đủ chịu hết. Và nó có thể mang bệnh hoặc sự chết đến cho anh em nếu anh em cho phép nó. Nó sẽ cố gắng khiến anh em nói những điều mà anh em không nên nói. Và khi anh em nói ra thì nó sẽ tận dụng lời nói của anh em và tạo cho anh em những gì anh em đã nói. Môi của kẻ khờ dại nuốt lấy nó. Truyền đạo chương 10 câu 12. Có một số người không ạ, là con cái của Chúa, nhưng mà khi ngồi nói chuyện một hồi, sư ơi, em nghĩ là em chắc em sắp bị ung thư rồi. Ô, em sắp là chắc là tiêu rồi, chắc em sắp phá sản rồi, sắp ung thư rồi, sắp thế này, sắp thế nọ, sắp thế kia. Vì em mơ thấy cái này, mơ thấy cái nọ, vì người này nói tiên tri, vì người kia nói tiên tri, vì em cảm thấy thế này, thế nọ, thế khác. Và chúng ta là con cái Chúa, nhưng chúng ta nói toàn những điều ngược lại những gì Đức Chúa Trời nói về mình. Đức Chúa Trời nói anh em có thể sống khỏe mạnh, sống sung mãn, sống dư dật. Đức Chúa Trời nói anh em có thể chữa lành bởi lần roi của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời nói rằng anh em có thể sống đời đời. Đức Chúa Trời nói rằng là hãy vững lòng đi vì Ngài đã chiến thắng thế gian. Đức Chúa Trời nói rằng không có gươm giáo thiên sứ trên trời dưới đất, quyền lực sự sống sự chết nào có thể chia tách anh em ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã dùng mà yêu anh em trong Đấng Christ. Vân vân và vân vân. Thế nhưng nhiều con cái Chúa không tin vào điều đó. Nhiều con cái Chúa không chịu nói điều đó, nhưng toàn nói ngược lại. Ôi tôi sắp chết rồi, Chúa không còn yêu tôi nữa rồi, Chúa bỏ tôi rồi, ôi Chúa đang lìa khỏi tôi rồi, tôi mà đang chuẩn bị ung thư rồi, tôi đang chuẩn bị phá sản rồi, gia đình tôi chuẩn bị nát hết rồi, con cái tôi chuẩn bị là thế này thế nào thế khác rồi, vân vân và vân vân. Anh chị em ơi, cái này đó là mình tự đào mồ cho mình, mình tự chống lại chính mình. Đừng đổ thừa cho Satan. Satan nó chỉ cám dỗ chúng ta hiện nay để chúng ta tự mình giết mình, tự mình tiêm nọc độc cho tâm linh của mình. Rồi khi nó thấy mình bị ngấm độc đó rồi, và nó đến để nó đặt những điều nó muốn vào cuộc đời của mình. Anh em hiểu ý không ạ? Vậy thì bây giờ anh chị em đã có thể hiểu tại sao Kinh Thánh nói sống chết thì nơi quyền của lưỡi rồi, phải không ạ? Châm ngôn chương 18 câu 21. Và anh em có thể nói sự sống cho chính mình, và anh em cũng có thể nói bệnh tật rồi chết chóc rồi cho chính mình. Anh em có thể nói quyền của mình mà, sống chết nơi quyền của lưỡi mà. Cho nên là một con cái của Chúa, chúng ta phải hết sức cẩn thận lời mình nói, được chưa? Cuộc sống mà chúng ta có là một cuộc sống với quyền lực, với quyền lực. Tôi và bạn cho em được tái sanh, và Ngài đặt quyền lực vào tay chúng ta, Ngài đặt quyền lực vào môi miệng của chúng ta, được không ạ? Và cuộc sống chúng ta có là một cuộc sống cai trị, một cuộc sống đáng sống, một cuộc sống tuyệt vời, một cuộc sống đầy năng lực và quyền năng. Nhưng chúng ta phải lựa chọn. Mình lựa chọn
để sống với quyền lực xây dựng, quyền lực của sự sống, chứ không phải chọn để sống với quyền lực của sự phá hủy, quyền lực của sự chết. Được không anh chị em? Anh chị em mình phải học chịu trách nhiệm để nói sự sống cho cơ thể mình mỗi ngày. Đó. Đây là lý do mà thường tôi chia sẻ cho anh chị em đó. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy nói sự sống cho những cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình. Anh chị em có muốn sống một đời không tật bệnh không ạ? Khỏe mạnh không ạ? Hãy nói, hãy nói sự sống cho nó. Anh em có thể nói đơn giản như thế này: tất cả những cơ quan nội tạng đang bị yếu đuối, đang bị bệnh tật, đang bị hư tổn ở trong cơ thể của ta, hãy được phục hồi. Hãy tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu. Hỡi gan của ta hãy được phục hồi, hỡi thận của ta hãy được phục hồi, hỡi bao tử của ta hãy được phục hồi, hỡi son mũi, son trán của ta hãy được phục hồi, hỡi xương khớp, máu huyết của ta hãy được phục hồi. Mỗi buổi sáng hãy nói sự sống cho nó, vì miệng anh em có năng lực, miệng anh em có quyền năng trong danh của Chúa Giêsu. Và bằng cách đó, ông bạn cho em thay vì đem bệnh tật vào cho cơ thể vì nói những lời tiêu cực, nói những suy nghĩ tiêu cực, thì anh chị em đã đem sự sống lại cho nó, đem cái nguồn năng lượng lại cho nó, đem cái sự chữa lành lại cho nó, đem cái sự phục hồi tái tạo lại cho nó, và chúng ta có thể bước vào một đời sống không tật bệnh. Mỗi buổi sáng hãy nói với huyết áp của anh chị em, hãy nói với lượng đường ở trong huyết của anh chị em, hãy ổn định huyết áp anh em, hãy ổn định. Hãy nói sự sống cho cơ thể của mình, hãy nói cho mắt, cho tai của mình sự sống, hãy nói cho tay chân xương khớp máu huyết tim mạch của mình sự sống. Và bằng cách đó chúng ta được phục hồi mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới băng hồi, một cái thế giới đầy tội lỗi, một cái thế giới mà anh chị em nhìn cái gì nó cũng đi trong chiều hướng phân rã, không à, chết chóc, cũ kỹ, rồi cũ mòn, xét rỉ và yếu dần đi. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta có Thánh Linh bên trong, Thánh Linh sự sống bên trong là nguồn năng lượng để chúng ta được tái tạo mỗi buổi ngày, mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi giây đồng hồ. Anh chị em ơi, hãy nói sự sống cho cơ thể của mình. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi mà anh chị em hãy nhớ nè, mình nói lời tiêu cực là mình đang tự hủy diệt mình. Mình nói những lời trái với Kinh Thánh là mình đang phá vỡ hàng rào bảo vệ của chính mình. Và đó là lý do, đó là lý do duy nhất Satan có quyền gieo bệnh tật vào con cái của Chúa. Còn nếu mình cứ nói lời Đức Chúa Trời, Satan nó chỉ khóc thôi, chứ nó không làm được gì hết. Khóc thôi, không làm gì hết. Rồi chúng ta đi nhanh. Còn lý do tiếp theo, đó là lười biếng. Tại sao cơ đốc nhân bị bệnh? Đó là vì cơ đốc nhân lười biếng. Lười, hầu hết mọi người có thể không chấp nhận điều này khi tôi nói, nhưng sự thật là rất nhiều người chết vì lười. Lười biếng học lời Chúa, lười biếng để rèn luyện mình trong những cái điều thuộc linh, lười lắm, lười áp dụng lời Chúa, lười chống lại ma quỷ. Và rất là lạ nhé, tại sao anh chị em lại cảm thấy rất là khó khăn khi mình nói những lời tích cực cho hoàn cảnh của mình, nói những lời chữa lành cho thân thể của mình, nói những cái lời phục hồi cho những cái bệnh tật của mình? Tại sao mà mình thấy khó để nói điều đó, trong khi là mình biết rõ là khi mình làm điều đó, kiên trì làm điều đó, thì mình sẽ được phục hồi, được ổn thỏa, vậy mà cũng không làm? Thì cái này chỉ có giải thích bằng cách là vì lười thôi, phải không anh chị em? Trong Timothée 2 chương 2 câu 1, sứ đồ Phaolô đã thực sự khuyến khích Timothée hãy mạnh mẽ trong ân điển ở trong Chúa Giêsu và tận dụng ân điển đó. Hãy tận dụng những gì thuộc về mình, và nếu như anh chị em nói nó hàng ngày, phải nói nó hàng ngày. Chúa bảo mình phải nói hàng ngày những lời tích cực, thì chúng ta hãy nói nó hàng ngày. Nó có khó khăn gì đâu. Chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra, chép lấy những cái lời hứa về mình và nói ra miệng một cách mạnh mẽ, một cách đầy đức tính. Anh em thử đi, sẽ thấy cái đời sống sức khỏe của mình cải thiện rõ ràng. Rõ ràng. Thay vì mình ngồi mình than, ôi sao tôi mệt quá, ôi sao tôi bệnh miết như thế này, sao cuộc đời tôi hẩm hiu như thế này, sao cuộc đời tôi đau khổ như thế này, Chúa ơi, Chúa ơi, đau, vân 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 vân. Thay vì mình ngồi than vãn như thế, cho cuộc đời nó đen, phải không ạ? Than là nó đen mà. Cho nên là thay vì mình than, thì bây giờ mình hãy nói những lời tích cực cho thân thể của mình. Hãy lấy Kinh Thánh chép đi, chép lại chục lần, nói thận tái phục hồi, gan tái phục hồi,
tài chánh ta phải phục hồi, sức khỏe ta phải phục hồi. Ta nói mày phải khỏe đi, phải khỏe đi, phải khỏe đi. Vì lời của Chúa nói rằng ta đã được lành trên thập tự giá rồi. Mày không có quyền ở trong thân thể của ta. Vân 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 vân. Tại sao mình không nói nè? Đấy, do lời. Do lời mà lại chiều theo xác thịt. Thích than vãn, thích than thở, thích tự thương hại mình. Có những người sống như vậy. Anh chị em ha. À, lười biếng cũng là một cái chỗ khiến cho chúng ta bệnh tật. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ điều cuối cùng. Bài hôm nay nó hơi dài tí xíu nha, anh chị em cố gắng lắng nghe chú ha. Điều cuối cùng mà cơ đốc nhân có thể bị bệnh á là vì họ đã sống một đời sống cơ đốc mà không có tình yêu thương. Anh em thấy lạ không ạ? Nếu mình sống một đời sống cơ đốc không tình yêu, bước ra khỏi tình yêu, chúng ta sống trong thù hận vô cảm, không tha thứ. Anh chị em ạ, đây là cánh cửa rất là rộng cho bệnh tật. Việc bước ra khỏi tình yêu thương gây ra bệnh tật. Và đó là lý do khiến cho tín đồ có thể bị đau ốm và chết sớm. Khi viết cho người Corinto về cái sự thông công thì Phaolô ông nói với họ như thế này trong cái tiệc thánh á: bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Corinto nhất chương 11 câu 27. Xin lưu ý rằng ông không nói rằng là người nào không xứng đáng mà ăn bánh uống chén nha. Không có người nào là không xứng đáng đó. Có một số những sự hiểu biết sai lầm ở chỗ này. Không phải là người không xứng đáng, vì tất cả chúng ta là những người tin Chúa Giêsu được tái sanh là xứng đáng đã ăn bánh uống chén. Không có cái gì cản trở đó. Nếu giả dụ họ phạm tội thì huyết của Chúa rửa sạch nếu họ ăn đó. Không có gì là không xứng đáng. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô nói là uống, ăn bánh uống chén cách không xứng đáng. Cách không xứng đáng là gì? Đó là chỉ về cái thái độ của chúng ta. Nó có nghĩa là dự phần vào sự hiệp thông trong tiệc thánh của Chúa mà cách thức là như không phải con cái của Đức Chúa Trời, như người ngoại vậy đó. Không ạ? Và trong câu 28 đến câu 30 chúng ta đọc thấy gì ạ? Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đầu ốm và lắm kẻ ngủ, không phân biệt thân Chúa. Đây là lý do khiến nhiều người bị đầu ốm và chết. Và vì họ không có sự mặc khải về thân thể của Đấng Christ. Và trong chương 10 Corinto nhất, Phaolô nói cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ có một thân thể, bởi chừng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh thôi. Chương 10 câu 16-17. Khi ông nói về một cái bánh và một thân thể là sứ đồ Phaolô đang tuyên bố về sự hiệp nhất của đức tin và sự hiệp nhất của hội thánh. Anh em hiểu không ạ? Hiệp nhất. Chúng ta hiệp nhất trong đức tin, chúng ta là một trong đức tin, chúng ta là một hội thánh thôi. Không có 2, 3, 4 hội thánh gì trên trái đất này. Đây là những hội thánh địa phương tên gọi thôi. Nhưng thực tế Đức Chúa Trời nhìn vào trái đất này, Ngài có một hội thánh thôi. Không có hệ phái, giáo phái, không có hội nọ hội kia gì ở đây. Tất cả chúng ta được tái sanh bởi Chúa Giêsu và chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thật sự, tất cả chúng ta không phân biệt anh em là tin lành, xây mây, bắp tít, ngũ tuần, trưởng lão, giám lý hay là cái gì không quan trọng. Chúng ta đang ở trong mối quan hệ giao ước với Chúa Giêsu Christ và mối quan hệ giao ước với nhau. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Không phân biệt gì cả. Không phân biệt gì cả. Nếu chúng ta thực sự là người tin và được tái sanh thì chúng ta đang ở trong mối quan hệ giao ước với Chúa Giêsu Christ và với nhau. Và mối quan hệ giao ước là một mối quan hệ thiêng liêng. Mối quan hệ giao ước không thể bị hủy bỏ, không thể bị phá vỡ. Phá vỡ mối quan hệ giao ước nó kéo theo là bản án tử hình, nghĩa là chết đấy. Em hiểu vậy mà. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng ta phải bước đi trong tình yêu thương. Vì vậy chúng ta bước đi trong tình yêu thương bởi vì sao? Huyết của Chúa Giêsu đã khiến cho chúng ta trở nên một. Chúng ta không thể tách rời.
chúng ta không thể tách rời. Trong bữa ăn tối cuối cùng với môn đồ, Ngài phán rằng: vì này là huyết ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Việc Chúa Giêsu đổ huyết có hai lý do thưa ông bạn chị. Lý do thứ nhất là để thiết lập giao ước, anh chị em biết rồi. Lý do thứ hai là để tội lỗi cả thế gian bị xóa đi. Điều đầu tiên chúng ta nên xem xét, huyết đã tạo nên giao ước giữa chúng ta. Vì vậy giữa chúng ta với nhau đó. Vì vậy tôi phải bảo vệ anh chị em, và ngược lại anh chị em có trách nhiệm chăm sóc tôi. Và ở chiều phía ngược lại là khi tôi chăm sóc anh chị em thì anh chị em có trách nhiệm bảo vệ tôi. Vì tất cả chúng ta đang ở trong mối quan hệ giao ước. Anh em hiểu ý không ạ? Và chúng ta có thể gặp rắc rối nếu mình không làm như vậy. Khi anh em nói nghịch chống lại tôi hoặc làm điều gì đó chống lại tôi thì anh em chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Và ngược lại, nếu tôi làm điều gì đó chống nghịch anh em, nói xấu anh chị em, thù địch anh chị em, không tha thứ anh chị em, tôi sẽ gặp rắc rối. Và một trong những rắc rối đó là gì? Mang bệnh. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Tôi vọng bạn chị em là những người tái sanh, là những người thực sự đang ở trong giao ước. Mà giao ước thiêng liêng thì không thể bị phá hủy. Nếu phá vỡ giao ước đó thì đồng nghĩa với án tử hình. Và khi ở trong giao ước, chúng ta có trách nhiệm bước đi trong tình yêu thương. Nếu chúng ta không bước đi trong tình yêu thương, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Và một trong những rắc rối đó là bệnh tật. Cho nên anh chị em cần nhận ra bước đi trong tình yêu thương là bắt buộc chứ không phải lựa chọn. Đây không phải là một lời khuyên, nó là bắt buộc. Bắt buộc cho mọi con cái của Đức Chúa Trời để bước đi trong tình yêu. Nếu như chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta bắt buộc phải sống trong tình yêu. Đó là luật mới, giao ước mới, điều răn mới cho những người đã được Chúa Giêsu tự do. Cho nên anh chị em nhớ khi Chúa Giêsu nói đây là điều răn ta truyền cho các con, các con phải yêu thương nhau. Đôi khi chúng ta không nghĩ sâu xa, chúng ta không biết tại sao Chúa Giêsu cứ dặn đi dặn lại là các con phải yêu thương nhau. Bởi vì chúng ta đang ở trong giao ước. Nếu chúng ta không sống trong tình yêu thương, chúng ta nói xấu, nói hành, nói đủ thứ, không tha thứ, công kích, chỉ trích người nọ người kia, anh em đang gieo bệnh cho mình đấy. Hiểu không ạ? Cho nên tôi nói với anh chị em rằng nhiều người thiếu sự hiểu biết. Nào là lên mạng, nào là chỗ này chỗ nọ, công kích hết người này, công kích hết người kia, nói hành, nói xấu, đủ thứ. Tôi nói anh chị em, chúng ta đang gặp rắc rối đấy. Những người làm như vậy đang gặp rắc rối đấy. Chúng ta chỉ được phép sống trong tình yêu thương mà thôi. Không ạ? Chỉ được phép sống trong tình yêu thương mà thôi. Cho nên sứ đồ Giăng đã nói với chúng ta bởi Thánh Linh thần cảm ông rằng ai không yêu thì đang ở trong bóng tối và không thể nhìn thấy, bởi vì bóng tối đã làm mù mắt người đó. Có những cơ đốc nhân thật sự không hiểu điều này và không bước đi trong tình yêu thương. Tình yêu thương là không vụ lợi, anh chị em ha, không vụ lợi. Và chúng ta, anh em phải quyết tâm làm con cái của Đức Chúa Trời thì phải bước đi trong tình yêu thương không vụ lợi này. Những người tìm kiếm cái gì của riêng mình, tức là ích lợi cho bản thân mình, thì không thể phục vụ Đức Chúa Trời được. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt. Ok ha. Cho nên chúng ta cần phải để ý đến điều này. Và cuối cùng anh chị em, trong Galati chương 6 câu 10 chép như thế này: vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin. Galati chương 5 câu 6 chép: vì trong Đức Chúa Giêsu Christ cái điều có giá trị không phải là tại chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Đức tin của anh chị em mình không thể hoạt động khi anh em mình bước ra ngoài tình yêu thương. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là anh em phải giữ luôn dưới cái ô che chắn là tình yêu. Tóm lại, trong buổi tối hôm nay tôi đã truyền đạt cho anh em vài cái lý do, một lý do rất là khác biệt. Có thể anh chị em chưa nghe về lý do tại sao con cái Chúa bị bệnh. Thứ nhất là thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết mình là ai trong Đấng Christ, mình có gì trong Đấng Christ, mình có thể làm gì trong Đấng Christ. Thứ hai là tự hủy hoại mình bằng những lời tuyên bố tuyên xưng
trái ngược lời Đức Chúa Trời. Đúng không anh chị em ha? Thứ ba, lười biếng. Sống một đời sống quá lười biếng để rèn luyện tâm linh. Không công bố, không tuyên xưng, không nắm lấy lời hứa, không rèn luyện thân thể tâm linh của mình bằng lời hứa của Đức Chúa Trời. Thứ tư là gì anh chị em? Chúng ta đã sống một đời sống không có tình yêu thương. Và đó là bốn nguyên nhân khiến cho cơ đốc nhân bệnh tật. Bệnh tật. Amen. Tôi hy vọng rằng những lời tôi vừa chia sẻ đó giúp đỡ cho ông bà anh chị em ra soát lại đời sống của mình. Điều gì mình thiếu, điều gì mình cần bổ túc, chúng ta hãy thêm vào, thay đổi và gia thêm để cho đời sống anh chị em thực sự là một đời sống không tật bệnh. Được không ạ? Chúng ta hãy tiến tới một đời sống không tật bệnh ở trong Chúa. Đó là cái điều mà Chúa mong đợi. Cảm ơn Ngài. Tôi rất là vui mừng vì anh chị em theo dõi đến tận giờ này. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa ban phước cho hết thảy bạn anh chị em và lời của Chúa. Xin Chúa làm ơn cho bạn anh chị em qua lời của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Amen ha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng đến với thời giờ chúng ta cầu nguyện cho mọi nhu cầu bệnh tật gì đó mà anh chị em đang cần. Bạn chị em mình phải sẵn sàng ha. Sẵn sàng. Dĩ nhiên rồi, qua bài học này tôi muốn tất cả các bạn chị em hãy biết, có sự hiểu biết về lời của Chúa mà thay đổi đi. Và hiện nay nếu anh chị em đang sống trong bệnh tật thì hãy biết rằng Chúa sẵn lòng chữa lành cho bạn chị em còn hơn bạn chị em sẵn lòng nữa. Và chính buổi tối hôm nay mọi bệnh tật của bạn chị em được chữa lành, mọi con quỷ nó phải rời đi, mọi sự lừa dối nó phải lìa xa. Mà anh chị em hãy nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cộng tác với tôi được không ạ? Trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu, bạn chị em hãy nói với Chúa: ôi Chúa ơi, con cần Ngài, con cần sự chữa lành của Ngài, con cần sự giải phóng của Ngài. Ngày hôm nay là ngày mà con sẽ rời chạm đến sự chữa lành của Ngài, con sẽ đụng đến sự giải phóng của Ngài. Ngày hôm nay là ngày con nắm lấy sự hiểu biết của con trong lời Ngài, vì Ngài đã làm tất cả cho con tại thập tự giá. Bạn chị em hãy nói đi ạ. Hãy nói điều đó ra khỏi môi miệng của mình. Trong danh Chúa Giêsu, hỡi như anh em đang có nan đề, đang có những bệnh tật, Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi điều qua màn hình này. Khoảng cách thời gian không quan trọng, quan trọng giờ này là đức tin. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi kết nối bạn chị em với Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong danh của Chúa Giêsu, tất cả những người bệnh, tất cả những người bị ma quỷ ức hiếp, tất cả những người đang ở trong hoàn cảnh, dù bất kể hoàn cảnh nào, dù bất kể anh chị em đang ở đâu và gặp phải tình huống gì, tôi nhân danh Chúa Giêsu nói rằng buổi tối hôm nay ông bà anh chị em đó được tự do. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù bệnh tật có tên gọi là gì, dù con quỷ đó có tên gọi là gì, dù hoàn cảnh ông bà anh chị em có tên gọi là gì, tôi nói rằng bởi danh quyền năng Chúa Giêsu, hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tiếp tục đi ông bà anh chị em, tiếp tục nhận lấy sự tự do của mình, tiếp tục nhận lấy sự tự do của mình. Và khi tôi cầu nguyện, hãy cảm nhận, tôi nói rằng thân của sự chữa lành đáp trên anh chị em, thân của sự giải cứu tác động lên thân thể của ông bà anh chị em, thân của sự ban phước ở trên ông bà anh chị em, thân của sự giải cứu ở trên ông bà anh chị em, thân của sự chữa lành chạm đến trên thân thể ông bà anh chị em, bất cứ chỗ đau nào, bất cứ chỗ đau nào, bất cứ những quyền lực xiềng xích nào của Satan, hãy rớt xuống và bệnh tật hãy lành đi. Mọi xiềng xích của Satan hãy rớt xuống và bệnh tật hãy lành đi. Mọi xiềng xích của Satan hãy bị gãy đổ đi và bệnh tật hãy lành đi. Mọi bệnh tật phải lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù bệnh trong gan hãy lành, bệnh trong thận hãy lành, bệnh trong máu trong xương hãy lành, bệnh trong tử cung hãy lành, bệnh trong đường ruột hãy lành, bệnh trong tim mạch hãy lành, bệnh trong thần kinh trong danh Chúa Giêsu hãy lành, mọi bệnh liên quan đến động kinh hãy lành,
mọi bệnh liên quan đến trầm cảm mất ngủ hãy lành, mọi bệnh liên quan đến đau đầu tiền đình hãy lành trong danh Chúa Giêsu, mọi bệnh tật liên quan đến huyết áp tiểu đường hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi bệnh tật liên quan đến mất ngủ hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi bệnh tật này hãy lành. Ta quở trách mọi bệnh tật này, ta quở trách mọi bệnh tật này, ta quở trách mọi bệnh tật này, hãy lên đi. Và mọi anh em hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận sự chữa lành. Tôi khai phóng một quyền năng chữa lành vào thân thể của bạn trên giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi khai phóng một quyền năng của sự chữa lành vào thân thể ngay chính chỗ đau của bạn trên. Ngay chính chỗ đau của bạn trên. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng và lành đi. Lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con. Con tôn cao Ngài đấng chữa lành. Con tôn cao Ngài đấng giải cứu. Con tôn cao Ngài đấng ban phước. Danh Ngài là Giêsu người Nazareth. Giêsu Nazareth đấng được sức dầu. Trong danh Chúa Giêsu hãy được tự do. Trong danh Chúa Giêsu hãy được tự do. Tôi nói với tất cả bạn chị em, những người ác mộng, những người bị người chồng thuộc linh, người vợ thuộc linh, những con quỷ hãy đến trong giấc ngủ, trong giấc mơ. Trong danh Giêsu, tao phá hủy mày Satan. Tao phá hủy mày Satan. Hãy rơi khỏi họ giờ này. Rơi khỏi họ giờ này. Mọi linh ô uế tà linh dâm dục này, hãy rơi khỏi họ giờ này. Rơi khỏi họ giờ này. Rơi đi ra đằng miệng. Rơi đi ra đằng mũi. Đi ra bằng mồ hôi. Đi ra bằng ánh mắt. Đi ra bằng làn da. Ra đi trong danh Chúa Giêsu. Linh tà thuật bói khoa đồng cốt, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tà linh của sự giới hạn, nghèo đói, tiêu cực, đau đớn, trầm cảm hãy rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời out trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ông bà anh chị em hãy chú ý nào. Lửa Thánh Linh giáng từ đỉnh đầu đến gót chân. Lửa Thánh Linh giáng từ đỉnh đầu đến gót chân, thiêu đốt tất cả những con quỷ đang có mặt ở nơi này. Những con quỷ đang có mặt trong đời sống của bà anh chị em bị thiêu đốt giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Holy Ghost fire, lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ phải rời đi. Rời, ta bảo rời đi. Rời ra khỏi thân thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời ra khỏi những thân thể trước màn hình này. Rời ra khỏi những linh hồn ở trước màn hình này. Rời ra khỏi những cuộc sống ở trước màn hình này. Ta bảo rời. Ông bà anh chị em hãy cộng tác với tôi. Tôi nói rằng mọi con quỷ ngày hôm nay phải bị cột trói. Mọi xiềng xích của nó phải bị tháo ra. Mọi bức tường ngăn trở của nó phải bị đánh sập xuống. Mọi cửa ngục tù của nó phải được mở ra. Tôi công bố sự tự do. Tôi công bố sự tự do trong giấc ngủ của ông bà anh chị em. Tôi công bố sự tự do trong lời nói của ông bà anh chị em. Tôi công bố sự tự do trong thái độ, trong cuộc sống của ông bà anh chị em. Tôi công bố sự tự do trong tài chánh, trong của cải của ông bà anh chị em. Tôi công bố sự tự do trong sức khỏe của ông bà anh chị em. Tôi công bố sự tự do trong gia đình, trong mọi mối quan hệ của ông bà anh chị em. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Mỗi một người hãy cộng tác với tôi. Và nếu mà anh chị em thấy có những biểu hiện, thấy có những khác thường, thấy có những gì mà anh chị em có đức tin rằng anh chị em đang tự do buổi tối hôm nay, được thoát khỏi Satan buổi tối hôm nay, hãy cộng tác với tôi. Tôi nói mà anh chị em hãy đá văng Satan ra khỏi đời sống của mình. Hãy cho nó ruột bằng tay lông lá chết chóc của nó ra khỏi đời sống bạn chị em giờ này. Hãy đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bạn chị em hãy nói lớn, Satan hãy đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời khỏi đời sống ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta không chấp nhận mày thêm một giây nào nữa. Satan cút đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi với bệnh tật của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi với ung thư của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi với mọi loại u nhú của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi với mọi loại viêm nhiễm của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi loại bệnh mạng tính của mày phải rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi bệnh tật mày đã gieo vào trong thân thể của ta hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Công bố sự chữa lành, công bố sự tự do, công bố sự phước hạnh, công bố những gì được Chúa Trời dành cho bạn chị em lớn tiếng giờ này. Lớn tiếng giờ này. Công bố nào. Công bố, công bố, công bố, công bố, công bố giờ này. Công bố rằng anh em được chữa lành bởi rằng roi Chúa Giêsu. Công bố rằng anh em được tự do bởi lời Đức Chúa Trời. Công bố rằng anh em chiến thắng và đứng vững trong đấng Christ. Công bố rằng anh em nhân danh Ngài có thể đủ quỷ. Công bố rằng anh chị em có quyền dày đạp rắn rết và cạp dưới chân. Công bố rằng anh chị em bước đi trên nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Công bố anh chị em, công bố mình hôm nay được lành, được tự do, được ban phước. Mình là người được phước của Chúa. Hãy tuyên bố nào trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Oh, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Tất cả những con quỷ hôm nay bị xử lý, những con quỷ của sự nổi loạn, những con quỷ của sự bất an ruồng bỏ, những con quỷ của sự lo lắng, những con quỷ của cái sự bị lạm dụng từ tuổi thơ, ta nói rằng mọi con quỷ của sự ruồng bỏ đó phải rời đi. Những con quỷ ruồng bỏ, ta bảo mày ra lệnh mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những con quỷ của cái sự bất an, ta bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những con quỷ của cái sự tuổi thơ bị tổn thương cay đắng, ta bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đi trong danh Chúa, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Cảm ơn Ngài. Anh em hãy nhớ rằng Chúa có thể làm những điều siêu nhiên bởi đức tin. Những ai đang nằm trên giường bệnh, hãy ngồi dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang không đi được, hãy quẳng cây gậy của mình và đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang không co duỗi được một bộ phận nào đó trên cơ thể, hãy quẳng hết mọi thứ và co duỗi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang khó thở, không thở được, hãy hít sâu vào và nói rằng tôi thở bình thường trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi loại bệnh và hen suyễn hãy rời trong danh Chúa Giêsu, linh sợ hãi rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những ai đang đau bao tử, đau vào đường ruột, viêm nhiễm có khối u trong bao tử, trong đường ruột, hãy đặt tay vào chỗ đó và tao nói trong danh Chúa Giêsu, hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao quở trách mọi loại bệnh tật này, hãy rời khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao nói với những con quỷ này, mày rời khỏi thân thể của họ, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ao trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi quyền lực bệnh tật hãy rời đi, mọi quyền lực bệnh tật hãy rời đi, mọi linh u ấy hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Tôi tuyên bố sự tự do trong bàn chị em. Tôi tuyên bố sự tự do trong bàn chị em buổi tối hôm nay. Tôi tuyên bố sự chữa lành trong bàn chị em buổi tối hôm nay. Tôi tuyên bố sự chữa lành và được ban phước buổi tối hôm nay. Thân thể của bạn chị em được chữa lành. Mọi cơ quan nội tạng bị hư tổn của bạn chị em được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi cơ quan nội tạng nào trong thân thể của bạn chị em bị hư tổn, bị yếu đuối, nó được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Đón nhận, đón nhận, đón nhận bởi đức tin. Đón nhận bởi đức tin giờ này. Hãy đón nhận bởi đức tin giờ này. Hãy đón nhận bởi đức tin giờ này. Tôi tuyên bố bạn chị em được phước và tự do. Được phước và tự do. Được phước và tự do. Còn cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Wow. Tôi nhìn thấy cái sự thăm viếng của Chúa lạ lùng ở trong buổi nhóm này. Tôi cảm nhận rằng thần của Đức Chúa Trời đang luân chuyển khắp các phòng nơi bạn chị em đang ngồi để kết nối với hội thánh. Chúa đang làm những phép lạ. Chúa đang chạm ai đó một cách rất quyền năng buổi tối hôm nay. Lần đầu tiên người đó đang cảm nhận sự động chạm này. Và người đó được biến đổi hoàn toàn, kể cả thân thể lẫn phần hồn, kể cả những kinh nghiệm Chúa bao nhiêu năm nay. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận với niềm vui mừng và cảm tạ Chúa đi. Ôi Chúa đang làm ơn cho tất cả các bạn trên khắp mọi nơi. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi đang nhìn thấy một sự vận hành siêu nhiên của Đức Thánh Linh xuyên suốt kết nối toàn bộ các phòng mà anh chị em đang ngồi đó. Hơn 300 cái người đang tham gia. Và tôi thấy có những người cả gia đình họ vào, chứ không phải là chỉ có một người. Và cả gia đình được phước buổi tối hôm nay. Cả gia đình đang theo dõi bài học này được phước buổi tối hôm nay. Tôi đang thấy có một gia đình đã được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Còn cảm ơn Ngài Chúa. Và ông bà anh chị em ơi, hãy làm chứng những gì mà Chúa vừa mới làm cho ông bà anh chị em bằng cái comment bên dưới giúp tôi ạ. Hãy làm chứng, hãy làm chứng. Tôi rất vui khi đọc những lời chứng này. Tôi rất là vui mừng, được khích lệ vô cùng khi đọc những lời chứng tuyệt vời này. Những cơn đau đầu được chữa lành. Những cơn đau trong chân, trong tay được chữa lành. Những cơn đau trong thận, trong gan được chữa lành. Những cơn đau đầu được chữa lành. Những con ma, con quỷ nó được thoát ra khỏi đời sống anh em. Anh em cảm thấy được tự do. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hãy lành đi, hãy lành đi, hãy lành đi. Và ông bà anh chị em hãy làm chứng lên, hãy viết lên, hãy công bố lên. Tôi đã lành. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn quyền năng vô đối của Chúa Giêsu. Cảm ơn quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu. Cảm ơn sự sống đời đời mà Ngài dành cho con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa đi anh chị em. Hãy cảm ơn và comment xuống bên dưới những gì Chúa làm. Tôi đang đọc những lời chứng của ông bà anh chị em này. Tôi đang đọc và những lời chứng này. Tôi chúc phước cho ông bà anh chị em. Tôi chúc phước cho ông bà anh chị em vì những lời chứng diệu kỳ này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
rất diệu kỳ, Chúa đang làm rất nhiều điều. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Tiếp đến bạn cho em hãy ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống những gì Chúa làm. Tôi nói rằng Đức Thánh Linh chạm vào tâm lòng bạn cho em giờ này, cho bạn cho em có đức tin và sự mạnh mẽ giờ này. Còn cảm ơn Chúa nhiều lắm Chúa. Hallelujah, Chúa chữa lành bệnh. Một người Chúa chữa lành bệnh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Wow, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hãy đón nhận sức khỏe trong Chúa. Và hãy sống một đời không bệnh tật anh chị em nhé. Hãy sống một đời mạnh mẽ trong Chúa anh chị em nhé. Cảm ơn Ngài nhé, hallelujah. Vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu. Wow, buổi tối hôm nay tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài. Wow, phải. Tôi nói rằng anh chị em có sức khỏe siêu nhiên. Wow, không phải tầm thường đâu. Khi chúng ta có sự hiểu biết, khi chúng ta siêng năng, khi chúng ta dám nói những lời như Chúa nói, khi chúng ta bước đi trong tình yêu thương. Wow, cảm ơn Ngài. Có người còn có cảm giác lạnh lạnh chỗ đầu của nó. Tôi nói rằng người đó được lành trong danh Chúa Giêsu. Người nào đang cảm giác đó hãy lành đi, cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu. Wow, amen. Phải, anh chị em là người mới trong Chúa, anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời, anh chị em có quyền trên bệnh tật ma quỷ Satan mà nó không thể lừa anh chị em được. Cảm ơn Ngài, tuyệt vời. Hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Amen. Và thời gian cũng đã kết thúc. Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta, tất cả những anh chị em đã kết nối và theo dõi bài học buổi tối hôm nay. Cầu chúc anh chị em bước tới trong tình yêu, trong sức khỏe, trong phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã dành cho mỗi một chúng ta. Tôi rất lấy làm vui khi được học Kinh Thánh cùng với anh chị em mỗi tối thứ tư. Và hẹn gặp lại anh chị em vào sáng Chủ nhật tuần này. Chúa tiếp tục làm những phép lạ trên đời sống bạn anh chị em. Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho bạn anh chị em. Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt tất cả chúng ta đi đến đích cuối cùng, đó là sự sống đời đời, đó là quê hương thật của chúng ta, nơi Chúa Giêsu làm vua làm Chúa đến ngàn đời. Cảm ơn Chúa thật nhiều và hẹn gặp lại. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.